Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau thực hiện những thử thách của anh em đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình nha. Let's go. Trận này thì mình sẽ làm về cái ý tưởng của bạn Quân Phan. Đó chính là thách anh Giai làm được Samira 3 cộng Cassiopeia trước round 2 chấm. Lại còn để cái sticker mặt mặt khinh bỉ à. Ok, đã mặt khinh bỉ này thì phải phải làm luôn đi. Ghét ghét cái mặt khinh bỉ lắm anh em ơi. Rồi, khởi đầu thì khá là may mắn khi mà chúng ta đã có được 4 Samira rồi, 5 con nữa. Con rắn thì mình nghĩ là sẽ kiểu nhiều anh em chơi ấy, với cả Samira cũng đang hot meta. Nhà nhà bắt người người bắt để spam non sớt leo rank. Thế này thì cũng khó. Và được một cái nữa thì mình đang mang một cái huyền thoại của On. À, không không, mang cái huyền thoại của Aurelion Sol. Quên mang cái lấy xin mất rồi. Rồi, để xem là lõi gì. 22 tiền à? Ừ. Đã vậy thì mình sẽ chơi liều luôn. Lượm luôn anh em ơi. Để xem nào, để xem nào. Poppy nào. Đâu rồi, đâu rồi? Samira của tôi đâu? Ui, mã hình như bỏ qua một con rắn đuôi chuông rồi. Đúng. Ui, rất là nhiều Poppy với cả là những cái vị tướng chọc le. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Có ra không? Không ra luôn. Thôi tôi xong cái lợi kim cương của tôi rồi. 22 tiền đã tan vào gọi là hư không. Thôi bây giờ là anh em mình cắn răng chịu đựng vậy. Free Fire hay quá à. Nhà này thì hình như là cũng mới roll để có thể tìm Piltover à. Cũng gọi là liều lĩnh đấy. 2.1 chúng ta có 6 Samira cũng như là chỉ có 4 con Casio thôi. Cấp độ 3 là anh em mình roll 75% rồi. Tôi thấy nó cũng không giòn lắm nhờ. Chết dở. Chết dở luôn. Đây, ít ra cũng phải tự ra một vài con như này. À, giờ mà roll thì cũng không có tiền mua. Khóa lại thì anh em mình lại bị một cái gọi là mất đi một lượt đổi lại free sau mỗi vòng đấu ấy. Thôi, không có tiền thì anh em mình phải chấp nhận là để như này thôi. Vòng 2 à, vậy là vòng 2.1 mình không lên được, vòng 2.2 cũng chưa lên được. Còn 2.3, 4, 5, 6, 7. Mấy vòng nữa cơ? Gin cắn bả chó à? Lại đi cắn bả chó. Tôi cứ ghét mấy cái ông đi đi bả đi 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 bả chó nha, cay vãi đái. Hồi xưa là cũng có một cái con chó mà nhà mình bị bả, sau đó thì bị lôi đi, buồn. Lúc đấy buồn 3 ngày 3 đêm. Rắn 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 rủng đâu nhở? Đâu rồi? Hình như anh em mình bị lừa rồi các bạn ơi. 2 con, ui giời ơi. Mong là round đấu lần này là anh em mình sẽ win để có thể là ưu tiên Samira. À còn không thì phải khóa lại thôi, chứ mình cũng không nỡ bán. Vì thử thách của bạn Quân Phan là phải lên được cả 2 con cơ. Cái gì đấy? 5 Laser X. Nhà này chọn bộ khởi đầu mà lại có được AP luôn à. Bảnh thế. Mấy ông bộ khởi đầu này đép máu kinh lắm các bạn ơi. Được cái đội hình nhà anh em mình là nhiều 2 sao, cũng như là kích hoạt được 3 no sớt, tích số dần dần. Ok, đi chợ bây giờ mà có được Samira hay là rắn thì mình cũng sẽ gọi là lụm luôn. Không có luôn à. Chỉ có duy nhất một cái công 1 tiền là Zihin thôi các bạn. Thôi thì cái mình cứ lấy cái bột xanh đi nhỉ. Bột xanh không?
Tùng IELTS. No. Ừ may quá. Samira thì cần bột xanh. Nó kiểu skill liên tục ấy. Và kỹ năng của Samira thì nó sẽ giảm giáp liên tục. Thế khi nào mà giáp bằng 0 thì anh em mình đấm thẳng vào máu. Rất chi là lợi hại. Ôi giời ơi. Anh em nhìn này. Có uổng công mình đặt niềm tin vào cái bọn này. Một Samira và một Cassiopeia nữa thôi. Cố lên, cố lên. Lối đi riêng. Ma cái ông này đúng đúng hên luôn ấy. Bộ khởi đầu kiểu bú luôn ấy. Nhưng mà kiểu ra một cái con bộ 4 tiền lầm lầm thì cũng hơi bị khó chơi. Rồi, đối đầu của chúng ta là Tùng IELTS. Level 4 nhưng có 5 người, đội hình thì cực kỳ xịn sò. Hai thiện xạ hình như đang muốn kẹp thêm chút Pitover. Aksan đã được tỉa, Zihin bắn luôn. Mà mình level 4 ăn được á. Ui. Đội hình của mình ơi. Thở mới nhờ. Không đùa được đâu nha, không đùa được đâu nha. Lên. Ui giời ơi, một em. Nào, nặn ra một cái em nữa nào. Dán đâu? Thôi không thích cá sấu đâu. Katarina. Đây rồi, ok chứ. Nào thì mặt khinh bỉ với tôi à. Còn ý tưởng nào khó hơn thì anh em hãy bình luận ngay phía dưới cho mình biết đi. Samma cái con rắn với cả Samira này, hot meta này. Tôi chơi được. Mà cũng may là nhiều anh em chọn những cái loại khác đấy. Chứ kiểu lấy vé trúng thưởng hay là gì đấy xem. Là cạnh tranh với mình là 100%. Tại vì combo này nó mạnh quá mà. Đang lỗi meta. Được xem là bãi rác ở thời điểm hiện tại. Ok. Nhớ nha các bạn ơi, các bạn nào đang xem thì hãy nhớ đừng quên ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh. Cũng như là để lại cho mình một ý tưởng, một bình luận bất kỳ. Chẳng hạn như là cái ý tưởng của anh em vậy. Và mình sẽ live stream tại channel phụ mỗi 9 giờ tối. Link cái phụ thì mình sẽ để ngay bên dưới nha. Thank you tất cả anh em. Nhớ qua ủng hộ mình một follow nha. Công việc còn lại của chúng ta sau khi mà lên được combo 2 sao này rồi thì sẽ là để giành tiền úp cấp kèm thêm 6 non sớt vào thôi. Đơn giản. Không khéo là bây giờ tôi đi nấu cơm, giặt quần áo, quay trở lại vẫn thấy cái chuỗi thắng. Đấy. Anh em tin không? Không tin nữa. Không tin cũng phải tin. Nếu mà có đồ đẹp cho Samira thì sẽ là một vô cực và một diệt nữa nha anh em nhá. Chưa lên được cấp 5 mà. Đồ nhiều quá mà. Giờ tích lên cái cột mốc 100 tiền không? 100 tiền à? Đầu tư đi. Đầu tư một chút Freelot vào đây. Vẫn chưa có đầu sĩ mà. À chưa có Nosert full mà. Đây này em thấy chưa? Dino Cyber này cũng chơi này. Snow này. Với cái quỹ phòng hộ này thì bây giờ chúng ta sẽ tích lên lại 100 tiền nhá. Free Fire hay quá à. Một nhà nghiện Free Fire. Úi dồi ôi, răm ba cái cung xanh nhỉ. Đi. Với con rắn với cả Samira này thì nếu như mà chúng ta có nhiều nước mắt thì có thể là lắp cho nó mỗi con một cái bột xanh cũng được. Còn Cassiopeia thì nó sẽ là bột xanh là một thạch kiếm súng. Đấy. Còn những trang bị phòng thủ thì chúng ta có thể ném sang cho Swim. Tài súng tri thức, binh đoàn bất tận và cường hóa siêu công nghệ. Động lực cuối à? Khổng lồ tí hon à? Hai cái lõi này thì mình nghĩ là không ổn với mình ở thời điểm này. Tại vì mình đang muốn giữ cái chuỗi thắng với cả úp cấp nhanh. Cho nên là mình sẽ quyết định là tải xuống tri thức. Ok. Tuy là cái động lực cuối đấy tôi thấy lỗi lắm ấy. Trong những cái lõi bậc S trong kim cương. Có một nhà lấy rồi. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ có một cái lối đánh khác. Động lực cuối sau đó thì anh em mình tích về một tiền. À tích kiểu về một máu.
sau đó úp cấp 9 tìm kiếm những vị tướng 5 tiền. Nhà ghim cắn bả chó thì cũng lấy này. Ui, nhà này thì lối đi riêng à. Chuẩn thế nhờ, không kích hoạt bất kỳ một cái độc hệ nào cả. Chơi tận 2 con Kalista. Mạnh dữ. Mạnh dữ. Lối đi riêng. Mình là cũng kiểu một cái lối đi riêng á các bạn. Tôi thấy rất là ít anh em sử dụng tiền nhờ kiểu của nhà tài phiệt hay là quỹ phòng hộ ở những cái vòng đầu. Nhưng mình lại là một người sử dụng hết. Làm thực hiện những ý tưởng của anh em là vậy. Hy sinh như vậy. Rồi, vậy là chúng ta còn thiếu một con Darius nữa thôi thì sẽ kích hoạt được 6 Nosurt. Và được cái là cái chuỗi thắng của Nosurt này nó sẽ kiểu giúp cho chúng ta tích lũy được những cái stack. Kiểu càng thắng sớm thì càng tốt ấy. Về late game thì mình nghĩ là sẽ có một vài cái nhà nào kiểu biến thái thì đến lúc đấy thì hơi khó thắng. Hoặc là chứ nhờ người khác đánh hộ thì chúng ta cũng sẽ được cộng những cái số nữa. Nam Lazoic. Nhà này thì còn một con Dĩ Hy nữa thôi, cho nên anh ta đang rướn. Đội hình thì có Thiện Xạ và một chút Can Trường. Săn tanh thì khá giấy, cho nên Nam Lazo thì nếu mình là Nam Lazone này thì mình nghĩ là với con Dĩ Hy à, cái con Dĩ Hy 3 thì nó cũng không giúp cho chúng ta có quá nhiều tác dụng. Thay vào đấy thì anh em mình cứ úp cấp kẹp thêm những con như là Targon, Tanker cho AP nó bắn thì đảm bảo là nhấc người luôn. Nhấc người luôn ấy các bạn ạ. Tuy là AP đã kiểu bị giảm sức mạnh tương đối với Freljord các kiểu, nhưng nó vẫn là một trong những đội hình mà chúng ta vẫn có thể sử dụng trong những cái meta. Meta làm người ta mê. Bây giờ thì lấy đồ thôi. Được BF thì lắm. BF. Ui dồi ôi. Thôi thì tôi sẽ lấy. Ui dồi ôi. Mất hết rồi còn đâu. Làm nhẹ một cái nước mắt cho Cassiopeia nhưng mà không được. Anh em để ý cái kỹ năng nanh độc của Casso này này. Nếu chúng đã chịu hiệu ứng vết thương sâu thì sẽ gây thêm 127 sát thương phép. Vậy là chúng ta chỉ cần lắp cái giáp lửa thôi thì nó sẽ kiểu ở vết thương sâu lan tung tóe rồi. Này thì Casso nó cũng sẽ dồn đam rất là nhanh. Còn không thì bù xanh nó khề hai lần thì nó cũng kiểu kích hoạt nhiều hiệu ứng vết thương sâu hết. Người ấy là ai? Người ấy là Tùng IL. Lựa chọn cho mình là một lõi công nghệ có rất là nhiều những cái trang bị của On. Uầy, kiểu hoán đổi tất cả những cái đồ mà mình đang có thành trang bị On ấy. Nó cũng khá là thú vị. Nhưng này thì có một cái kính ngắm thiện xạ và một cái gương lửa gạt. Anh ta sử dụng cho Aksan. Rất khó chịu. Lừa gạt. Thà bây giờ đánh nhầm còn hơn là bỏ sót. Nhờ anh em nhờ. Đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi trận thắng liên tục chúng ta sẽ có được 13, 14. Giờ mình sẽ tích lên 100 tiền. Sau đó thì úp cấp nha anh em. Và đương nhiên với cái đội hình hiện tại của anh em mình sẽ rất đuối về những cái giai đoạn cuối trận đấu. Thì 1-2 tiền thì mình nghĩ là nó chắc chắn là sẽ thua cái đội hình Exodia ấy. Đội hình Exodia 5 tiền khó chơi với cái đội hình đấy lắm. Cho nên là anh em mình cũng cần phải thủ những cái con 5 tiền khác. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có thêm 6 Nosurt này, thêm 3 Nosurt vào thôi. Nhưng mình kẹp thêm kiểu còn Aatrox này, sẽ có thêm một chút dũng sĩ. Zion thì chắc chắn là sẽ thay thế vào vị trí của một con Nosurt khác bất kỳ như là Swim. Thêm một con Heimerdinger nữa chẳng hạn. Đấy, chúng ta phải tối ưu về sức mạnh của đội hình tùy thuộc theo cái tiến độ trận đấu. Mình thua cái nhà này luôn à. Nhà này có gì ạ? Dino. Dino Cyber. Kata này. Còn thiếu Darius nữa thôi. Đây. Warwick mình còn thêm tỷ dũng sĩ với thách đấu cho Samira nó bắn. Ui ôi ôi.
Zihin cũng có cho mình một cái tao luyện kiếm rồi. Càng thế. Cung à? Một cái nhân bản tướng cỡ nhỏ lại cung à? Hai gang ạ, không có một BF nào. Nếu mà hai cái này nó biến thành cho mình thành một cái BF thì ngon. Đây, mình sẽ cho 6 non sắt vào trước. Giáp lửa thì chắc được từ ném cho Swim nhá. Nhìn qua về những cái lượng trang bị của Samira thì với kỹ năng là giảm đi lớp giáp của team địch rồi thì anh em mình sẽ không cần lắp cho nó cung xanh nữa nhá, anh em lưu ý. Mà đồ đạc bây giờ là toàn cung xanh không nhỉ? Ui Suzerain, nhà này thì đã có đồ cho Aphelios rồi. Càng thế. Level 7 có luôn Ari, đội hình thiện xạ cũng như là phù thủy can trường rất ghê gớm. Các bạn có thể thấy thì tuy là đội hình của anh em mình kiểu ở thời điểm này đã kiểu vào form rồi nhưng vẫn yếu đúng không? Dần là cái đội hình của anh em mình sẽ yếu đi ngay khi mà chưa có những trang bị đồ chuẩn là một này, chưa có được cái thứ hai là cái cung cấp nhiều nữa. Cái gì đây? 125 kết nối gián đoạn, bài học đắt giá. Tại sao hai lõi kim cương bây giờ thành lõi bạc nhỉ? Hút màu siêu công nghệ. 125 bài học đắt giá. Bài học đắt giá 125. Hàng chờ Pandora. Hộp Pandora. Đang lý ra mình nên lấy cái hộp Pandora anh em ơi, đồ hơi xấu. Tại vì tôi tưởng là cũng hơi thiếu hút máu cho carry Samira của anh em mình á. Mong là đi chợ chúng ta sẽ nhận được một BF. Còn tiếp theo đấy đánh quái nhận được thêm một BF nữa là ngon. Đấy là mong thôi. Chứ không biết là có được hay không này. Từ đầu game đến giờ tôi chưa có bất kỳ một cái BF nào cả. Anh em thấy không? Không có một cái BF nào từ một cái game này. Khó thật. Ui dồi ôi, nhà lối đi riêng này. Bắt đầu yếu đi rồi, bắt đầu yếu đi rồi, SOS rồi. Ỉa chảy ơi. Tại vì mình đâu có xài tiền mấy đâu. Trận này mình lên 9 mà lo gì đúng không? Lên 9 này anh em mình để chơi EXO lại, có gì đâu. 4 thách đấu. Căng quá, đội hình kiểu được hai con hàng cuối. Chất lượng về hai con mấy con hàng đầu nhìn nó như kiểu hàng Sikanek ấy. Hàng đầu mẹ đúng kiểu Sida hột gà luôn. Chỉ được cái mạ. Nhưng mà 65 màu ấy. Bép màu tốt ở đầu game đây là lợi thế cho chúng ta đấy. Ôi giời ơi. Đội hình sách giáo khoa thiện xạ Freylord đây rồi. AP mạnh thế. Bắt đầu thua rồi các bạn ơi. Mình sẽ chịu đựng đến thua tầm khoảng còn 40 hay là 30 máu đi. 30 máu thì chúng ta vẫn có thể có hai lỗi sai. Còn rơi vào tầm khoảng 15 máu thì chỉ cần một trận thôi cút luôn. Má, cái BF lại trên người của Heimerdinger à? Vậy sao mà anh em mình lấy đây? 52 máu cũng không quá chênh lệch so với những cái người chơi khác mà mình lại đứng ở vị trí top cao vậy cả đái ạ. Cung à? Tôi sẽ lấy một cái nước mắt đi. Nhiều cung quá rồi. Cùng lắm thì chúng ta sẽ lắp một cái bàn tay công lý và một cái diệt. Samira cùng cung à, tôi cũng không thấy trang bị này nó nghề lắm. Hay là đợi một bùa xanh nữa cho rắn đuôi chuông không nhờ. Khá đuối thế, hồi này anh em mình nấu cơm thì chắc cút luôn. Thôi, sử dụng luôn đi. Gì ở đâu tiếc làm gì. Giờ quê mai chắc là nó cứng hơn thay vì Katarina 2
tuy là sử dụng như thế chúng ta sẽ hơi bị lỗ một tiền đấy. Ui rồi ôi, giành đồ ác chưa. Free Fire à, nhà Free Fire này Pitover là xoay bài sang thách đấu rồi, đỉnh dữ. Ui mạnh thế. Xong rồi. Cái mỗi round thua 3 chết à. Mình sẽ chịu đựng thêm được 2 vòng nữa. Vòng này trừ 10, vòng sau cũng trừ 10 nữa là được. Đẹp. Hai con Nasuk. Nasuk thì nó không liên quan đến cái đội hình của mình cho nên là cũng không chơi. 42 máu mà mình đứng top 2 á. Đội hình này thiên tài rồi. Tùng ngay eo đang thì kẹp thêm những cái con 5 tiền vào à. Ác quỷ thế. Vô pháp 4. Vô pháp đồ tể. Nhìn sợ vãi đái. Vô pháp nó vào cái vị trí của anh em mình này thì cũng đái luôn. Ui, gặp Tùng ngay eo trận này gặp nhiều vãi luôn anh em ạ. Thêm Merdinger thanh kiếm á. Cassante cũng thanh kiếm. Hình như mình chỉ bắt nạt được bạn Tùng à. Mình cũng không bắt nạt được luôn à. Mình yếu nhất cái server này rồi. Hammer của Tùng kìa. Trời ơi. Level 7 vừa nhặt được tầm khoảng 20 tiền thế này thì ngân phiếu mắc nhiều luôn. Ari. Đội hình của mình thì kẹp thêm Ari nó hơi sai sai anh em nhỉ. Mong người sẽ ra cái BF chứ không cái phần chọn lõi thứ ba của mình sẽ là hơi lỗi. Lấy cái sao đồ thì chắc là sẽ ổn hơn nhiều. Hai cái BF đi mà mấy anh chim ơi, em không có một cái BF nào rồi, thương em với. Một cái nước mắt. Một cái xăm. Ma của chuối thật. Ôi cái bột xanh. Bột xanh cho Katso đã. Mà bàn tay công lý à. Thôi bàn tay công lý đi anh em ơi. Đây. Thấy cái đồ của con Casso này anh em mình lắp cái quyền trượng cũng được. Thì đại bác luôn đi anh em mình tái chế đồ đi. Tạm thời thì sẽ là như vậy. Cái này thì một cái quyền trượng và một cái thú tượng. Thì mình nghĩ là đẹp á. Hay dài ơi. Đây, thủ tượng nốt luôn. Chút nữa chúng ta có thể thay đổi cái chùy xuyên phá kia cho những cái con 5 tiền khác. Đội hình của mình ăn được cái đội hình của Dino à. Dino chưa có Z3 cho nên là ăn được. 3-2, ha ha. Cố gắng thắng một vài trận đấu nữa thôi là chúng ta vào top 4 là ấm rồi. Má trận này mà đồ đẹp là mình cân hết mấy ông này luôn rồi đấy. Má nhắc lại thì vẫn sai khi mà chúng ta chơi cũng không lựa chọn cái lõi xào đồ. Thề luôn, lỗi vãi đái. Cũng không chơi được 4 thách đấu nhỉ, phải lên level 9 à. Thôi cho hiệu triệu nhân vào đi. Ui ôi, Ionia Kama. Còn thêm cả cái khảm bảo thạch cho Kama thế kia thì khác gì là cái trang bị thứ tư đâu. Có luôn động lực cuối. Cắn bả chó này này. Đây Kama này coi như là 4 đồ ở đây các bạn. Ui giời, nó trưởng một phát. Đau đi phết. Đau đi phết. Đau đi phết. Như nào, như nào, như nào. Mình vẫn còn 100 tiền nha. Đừng để mình nóng, mình xả tiền đấy. Ra sâu. Thôi, tạm thời thì cứ lên cấp trước tí. Giai đoạn này thì mình nghĩ nên sử dụng vàng sao cho nó hợp lý thôi. Achok. Cassante. Có Sion không vậy?
Lasso 2 à. Belvet này. Heimerdinger. Ôi, cho 4 thách đấu vào tạm tí. Sau này. Lối đi riêng. Khó rồi. Ăn được Snow này không? Con Hazard trâu thế. Ui rồi ôi, đội người Snow này khó chịu vãi. Lối đi riêng này về late game nó nhiều tốc đánh với mặc cả máu lắm anh em ạ. Chúng ta có Belvet ấn nâu sớt à. 18 máu chắc mình sẽ lấy ấn nâu sớt đi. Belvet thì một cái tụ bã xe ke cũng không ổn áp lắm. Mình sẽ lấy cái đồ của Swim ra nhá. Swim cầm một chùy xuyên phá, một cái ấn của Belvet. Một ấn Nosot. Đây sai ở luôn. Đẹp rồi đấy. Là mình sẽ cho Belvet ấn Nosot là một này, chùy xuyên phá này. Những trang bị phòng thủ thì lắp cho Sion. Belvet 2 nữa là đẹp này. Aatrox à, hồi nãy hình như mình cũng không bắt con Aatrox kia. Sion. Aatrox 2 đây. Uầy, Aatrox 2 thật luôn. Tiền mua Belvet à. Rai thì thay vào đây. Tại vì đang dư một cái con Nosot. Kata. Nhà này xem nào. Ari 2 level 8 rồi á. Vẫn còn rất là nhiều tiền, 40 tiền cơ. Nhưng mà Belvet khi mà kích hoạt được Ionia. Và không, Belvet khi mà nó kích hoạt được Nosot này thì cũng tăng được rất nhiều máu. Lại không? Samira bắn nhanh lên. Hay quá, suýt nữa thì thua. Gặp con Ari này nó phù thủy thì chắc là cút hết cả team mình quá. Giờ mình sẽ cần lên một con Belvet 2 là ấm nha các bạn. Đây, cái này đi. Kata được chất động chả có gì. Dũng sĩ ở cột mốc 4 thay vào hiệu triệu nhân à. Theo anh em có nên không? Như này không? Làm cho một cái dàn tanh với một con Aatrox nó cứng cáp hơn ấy. Belvet hàng sau cho nó quẩy. Bây giờ thì mình đang sẽ có hai sự lựa chọn. Một là bán đồ của Samira sang cho Belvet á. Nhưng mà tôi thấy là thiếu một đồ thôi. Thì tôi đợi đánh quái xem là có đồ xịn cho Belvet hay không. Chứ Samira này đam nó cũng rất to. Anh thấy chưa? 5.000 sát thương, tràn 2.800. Belvet 1 sao cho nên là cũng hơi đuối so với những cái con kia. Thôi cứ giữ lại đi anh em ạ. Đang làm video về hai con này nữa. Bán đi sao mà nỡ được nhỉ? Sao mà nỡ bán bọn nó đi được. Hiệu ứng no sức của chúng ta là 35%. Cũng là cột bóc mắc rồi. Ông này giữ lại hai Targon. Một Gwen nữa, Gwen 3 kìa. Mà thôi xong rồi, nhà này mới lên được của Gwen 3 thì anh em mình chỉ có mà cút thôi. Kiếm tử thần à. Cũng được ấy chứ nhỉ. Belvet này thì nó cũng là sát thương vật lý. Sion 2, Belvet 2 đi mà. Đây rồi. Tròn vai rồi đấy. Hết mức của đội hình rồi anh em ơi. Ta bây giờ cái đéo gì đây? Cũng là Sen 3 luôn. 6 hiệu triệu nhân, 5 Ionia, bên này Gwen ma luôn. Đẹp má game. Hội tụ đủ những cái nhân phẩm tối cao ở trong này à. Mà nhà sen này thì may ra mình có thể ăn được này. Tại vì Samira nó sẽ trừ hết giáp của con sen này. Nếu như ổn. Belvet vả được này, hồi máu này. Ui, bay màu sen rồi. Belvet. Samira. Nice. Tạm biệt sen 3.
Ok, tức là chỉ còn nhà Gwen 3 kia thôi. Nhà Nam Lazo này thì mình cũng tự tin là ăn được ấy. Thì Belvet này bây giờ của anh em mình là kiểu dạng chiến rồi đấy. Thôi cùng làm với top 2. Top 2 là được rồi. Nhà này sử dụng cái lối đi riêng, biết chơi phết. Ôi trời, không đổi kịp. Mà mình gặp Nam Lazo. Người của anh kia một phát nó cắt hết. Nice, ăn được nhà này rồi. Béo pet này thì có sát thương chuẩn cho nên là hạ ngục mấy cái con rắn tanh nhanh lắm. Ok, mình đoán là Snow này cũng ăn được thôi. Mạnh dữ. Aatrox. Giờ anh em mình lên Aatrox 3 thì may ra có thể đánh bại được. Nhưng mà Aatrox 3 thì nó quá khó. Quá khó luôn đấy. Ui giời ơi, Gwen lại còn có thêm cái áo choàng bóng tối này nữa. Nhưng mà nó chỉ có lối đi riêng thôi anh em, nó không có hồi máu nhiều. Không có đồ tể ấy. Được cái vị trí đấy. Ông này cũng có Sion luôn à. Sion lối đi riêng thì cũng trâu nữa. Ma Gwen nó một cắt được bay hết cái tàn tăng tanh của mình rồi. Ma quỷ vãi đái. Ui, một vả mất đi cái áo trong bóng tối rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn thế. Bắn đi. Bắn đi. Cút rồi, còn lại 5 máu thôi em ơi. Đi chợ nào. Thìa vàng à. Dũng sĩ à. Dũng sĩ chúng ta có thể bỏ đi một con kiểu Garen với con gì đấy. Thì có thể kẹp thêm Kassante không? Ahri à? Rai à? Khóa mõm lại không? Thôi rồi. Hay trời ơi. Không có con Kassante 2 à? Hay là mình cho con Sion thành dũng sĩ xem có đủ trâu không nhỉ? Đây. Xem như nào. Kassante này nó con bé đi tí. Ui, Gwen đồ đẹp thế. Cút rồi. Má của Gwen đồ này thì anh em chỉ có thua thôi. Đang chờ một cơ hội đồ random nó xấu xấu mà hình như anh em mình hết cơ hội rồi. Xong rồi. Belvet bị cắt chìm luôn. Samira bắn nè, bắn nè. Bắn nè. Ui, một cắt đi luôn Samira 3. Và khả năng là trận đấu của ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Anh em mình đã cố gắng hết sức rồi. Làm với nhà nhân phẩm quá. Ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái super sắp tới. Bye bye anh em.